Quý vị đang đi cùng bản tin Tuổi Trẻ Yêu Nước News. Phong cách khai trí dân tộc chỉ dựa vào sự tỉnh thức của các bạn. Và đây là phiên bản âm thanh hình ảnh chất lượng 4K. Bản tin hôm nay gồm có các bài viết: Nhật ký tù nhân lương tâm tháng 10, anh Trương Minh Đức, bài viết từ nguồn tác giả Facebooker Nguyễn Kim Thanh, phát thanh viên Trần Vũ Anh Bình. Xin cho tôi hỏi, bài viết tổng hợp từ các nguồn tác giả Quang Liêm, Ngô Thu, Trần Vũ Anh Bình, phát thanh viên Trần Vũ Anh Bình. Dân tộc dễ dãi nhất trái đất, cà phê cu búa, phát thanh viên Cẩm Mỹ. Chính cách được yêu mến nhất, bài viết của Đặng Phương Hưng, phát thanh viên Hoa Chi. Hà Nội bán nước rất giàu, một bài viết của Mẹ Nắm, phát thanh viên Phước An. Kim Tim về vườn, bài viết của cộng tác viên Dân Làm Báo, phát thanh viên Phước An. Hồng Kông hôm nay, Việt Nam ngày mai, bài viết của Thành Đỗ, phát thanh viên Phước An. Quý vị đang đi cùng bản tin với các phát thanh viên Phước An, Cẩm Mỹ, Hoa Chi và Trần Vũ Anh Bình đang dẫn đưa quý bà con cô bác đi cùng bản tin ngày 18 tháng 10 2019. Vâng, chúc mọi người được bình an. Nhật ký tù nhân lương tâm tháng 10. Ngày 16 tháng 10 2019, tôi đã ra thăm gặp chồng tôi là ký giả Trương Minh Đức tại trại giam số 6 Thanh Chương, Nghệ An. Bài viết từ nguồn tác giả Facebooker Nguyễn Kim Thanh. Kỳ thăm chồng lần này đúng thật là không may mắn với tôi, vì đã lỡ mua vé máy bay gần một tháng nay rồi, nên dù có mưa bão cũng phải đi. Trưa hôm qua ngày 15 ở Sài Gòn, đi thì nắng đẹp, cũng không biết ngoài miền Trung, toàn thành phố Vinh, Nghệ An mưa tầm tã kéo dài mấy ngày liền, đường ngập lụt, có chỗ xe ngập hết bánh xe, trận mưa không ngớt. Cứ vừa bớt trận mưa này thì lại đến trận mưa khác xối xả rất lớn, đến nỗi cả đêm tôi lo lắng không sao ngủ được, vì nghĩ sáng mai mưa lớn ngập lụt thế này liệu xe họ có chạy được không. Vào trại giam, đường đá lởm chởm ổ gà, lúc bình thường thì khô ráo đã khó đi, mà bây giờ mưa lớn ngập lụt nữa thì làm sao xe chạy được. Bao nhiêu những trăn trở lo lắng, cứ suy nghĩ không biết mai có thăm gặp được chồng không. Mà đúng như vậy, cả một tuyến xe đường dài như vậy có 3 người khách, cũng tội nghiệp cho các bác tài chủ xe, vì mưa gió ngập lụt vậy nên không ai đi. Đường ngập lụt vậy xe không đến nơi đón rước được, nên khi tôi bước ra khỏi phòng nghỉ phải xắn quần cao lên tới đầu gối, giày thì phải cho vào bọc sách để sách theo, rồi đi chân không, bước thấp bước cao, không thấy đường để đi đến chỗ lên xe. Giỏ sách ba lô thì ướt hết. Khi vào đến trại giam là lúc 8:30, vào cổng làm thủ tục thăm nuôi, họ gọi cho cán bộ ra lấy sổ thăm, chứng minh thư vào cho giám thị trại giam duyệt. Mất hơn nửa tiếng thì họ ra gọi mình đi vào trại. Đường vào tới chỗ phòng thăm gặp gần các cây số, mưa lớn xối xả, ba lô đeo và vali đựng đồ ướt đẫm nước, còn người thì mặc áo mưa, nhưng mưa lớn đi bộ gần cả một cây số cũng ướt gần hết. Cán bộ họ chạy xe ra lấy sổ và chạy vào. Họ chạy để theo dõi tôi một khúc thì lại đứng đó chờ mình gần tới thì họ lại chạy tiếp. Có vẻ nay ngày mình thăm trời mưa lớn, họ cũng vất vả nên khó chịu. Vào được đến nơi thì hai bàn chân đau buốt rớm máu vì đá nhỏ lởm chởm lại nước ngập. Cán bộ nói: sao chị đi chân không, vậy thì chịu sao nổi. Thế mà họ không nỡ cho mình quá gian đi xe vào trong trại. Vào tới nơi phòng gặp, vì nay trời mưa nên tôi đi chậm và lâu hơn, họ cũng đã cho anh Đức ra gần tới nơi. Họ lại đưa cho anh đứng lấp vào những gốc cây chờ tôi đến trước. Vợ thấy chồng, chồng thấy vợ, hai người mặc áo mưa lụp sụp, bao nhiêu cảm xúc ùa về. Tôi đã khóc lúc đó, không biết khóc vì cái gì. Có phải vì mưa gió thế này mà vợ chồng cũng gặp được nhau phải không, hay là vì sao tôi không biết. Câu đầu anh nói: trời mưa thế này anh rất xót xa vì em hay đau bệnh, vất vả đường xá xa xôi, mưa gió ngập lụt mà em cũng phải đi, chắc là mua vé máy bay rồi. Anh hiểu được cả như vậy. Lúc đó là tôi đã phải mạnh mẽ lên, rồi nói: anh đừng lo, ra đây nhìn thấy anh như thế này thì em an tâm rồi, có vất vả một chút cũng không có sao. Nhìn thấy chồng là bao nhiêu mệt mỏi ướt lạnh quên mất luôn. Anh Đức nói: đợt này sức khỏe anh ổn định hơn đợt trước một chút,
và tôi nhìn thấy chồng đỡ xanh và không tái mét như đợt trước nữa. Vì nay anh đã ăn uống bình thường lại. Anh nói, bây giờ hàng ngày anh tập sáng tác nhạc, học Anh văn, thỉnh thoảng chơi đàn một lúc rồi tập thể dục, còn thời gian thì đọc kinh cầu nguyện cho gia đình vợ con và cầu cho quê hương đất nước có những đổi mới để bận rộn bớt suy nghĩ thì đầu óc đỡ căng thẳng, thì huyết áp tim mạch đỡ tăng cao. Anh nói, dù anh ở trong này nhưng anh không để phí thời gian lúc nào, anh phải cố gắng làm bất cứ cái gì để giúp ích cho mình và xã hội. Anh rất tin tưởng rồi chúng ta sẽ có một tương lai tươi sáng. Tinh thần anh ổn định, rất mạnh mẽ, kiên cường. Anh nói là anh đã đòi lên gặp giám thị trại giam Thái Văn Thủy nói về những việc tại sao lúc gia đình tôi nói chuyện với nhau thì thường bị cắt ngang, dừng cuộc nói chuyện, cắt giảm giờ thăm gặp. Anh Đức đã đưa ra đòi hỏi và giải thích những bức xúc và đấu tranh những quyền lợi của anh em trong đó. Ông giám thị hứa sẽ xem xét và giải quyết tốt hơn. Hôm nay vợ chồng tôi được gặp 45 phút, và lúc anh ra tôi và anh nắm được tay nhau một chút để truyền hơi ấm cho nhau bớt lạnh. Anh Đức nói, tất cả anh em trong này cũng khỏe. Anh Túc, thầy giáo Quang, thật cũng khỏe. Anh em luôn quan tâm, yêu thương nhau và giúp đỡ lẫn nhau. Anh hỏi thăm đến một sư tôn. Tôi kể, anh ở cùng nhóm Thúy Nga, Vịnh Lưu và Oai ở Gia Trung, Gia Lai. Thế là cán bộ không cho nhắc nữa, họ gõ bàn, nên không nói thêm được về các anh em đó. Còn nói, ngày 17 tháng 10, 2019, là ngày xét xử phiên tòa sơ thẩm em Nguyễn Năng Tĩnh. Xin Chúa cho em được bình an, sự sáng suốt khôn ngoan. Biết rằng việc em làm là đúng, em vô tội. Nhưng xã hội này, tất cả những người yêu nước hoàn toàn bị những bản án bất công và oan sai. Tôi muốn chia sẻ cho anh chị em biết. Có thể cũng có người sẽ nói tôi than thở dài dòng và hay làm màu để mọi người thương hại hay gì đó. Nhưng vì tôi muốn nói và muốn chia sẻ cho mọi người biết, dù trong tôi vẫn mệt mỏi và vất vả, nhưng bản thân tôi luôn cố gắng và mạnh mẽ, dù thế nào đi nữa cũng không ngại khó khăn. Thì những người thương, người chồng của chúng tôi mới kiên cường mạnh mẽ, yên tâm trong chốn lao tù. Và cả những người đang tranh đấu ngày đêm cho quê hương đất nước cũng có thêm động lực, là tất cả chúng ta đều không sợ khó khăn vất vả, không chùn bước và sợ hãi trước nhà cầm quyền cộng sản. Chúng tôi muốn được sự quan tâm động viên của mọi người rất nhiều thì mới cảm thấy không mệt mỏi và ấm áp hơn chút để làm hậu phương cho chồng. Tôi kể anh Đức nghe, ở ngoài quý cha quý thầy cùng tất cả các bạn bè anh chị em trong nước cũng như ngoài nước gửi lời hỏi thăm sức khỏe anh cùng các anh em bên trong đó rất nhiều. Anh Đức cũng gửi lời thăm hỏi đến quý cha quý thầy cùng tất cả anh chị em đã luôn yêu thương, quan tâm, chia sẻ giúp đỡ anh bằng cách này hoặc cách khác trong những lúc khó khăn và cũng trong thời gian qua. Xin Chúa và mẹ Maria luôn gìn giữ, che chở, ban ơn cho chồng con cùng các anh chị. Giải thể Đảng Cộng sản Việt Nam bán nước hại dân có khó lắm không? Khó vô cùng. Nếu quý vị chờ 500.000 quân Mỹ trở lại, nếu quý vị hy vọng các cuộc biểu tình nhỏ lẻ của dân hy sinh trong nước, nếu quý vị chờ ai đó thành lập quân đội, nếu
quý vị chờ đợi nhóm bí mật xử lý vài tên cộng sản ác ôn. Nếu quý vị hàng ngày ngồi uống cà phê, nghe live chửi Việt Cộng, dễ vô cùng. Nếu quý vị tập trung lấy nhu thắng cương lớn nhất trong lịch sử, nếu Facebook, website, email, báo chí trong và ngoài nước đồng loạt tập trung bình luận, góp ý kêu gọi một cuộc chiến không tẩm máu, nếu cả nước chuẩn bị gạo, nước, đường, mắm muối đủ dùng cho gia đình trong một tháng, tầm khoảng cần 50% đình công bại thị, không đi học, không đi làm, không đi chợ, chừng ấy mới thấy cánh cửa tự do, dân chủ, nhân quyền hé mở cho dân tộc Việt Nam. Xin cho tôi hỏi, bài viết từ Facebooker Quang Liêm: nếu một công dân Việt Nam để biểu lộ lòng yêu nước cũng như phản đối giặc Tàu đang xâm chiếm lãnh hải tổ quốc ta bằng việc mặc những chiếc áo này trên người, họ có vi phạm pháp luật Việt Nam hay không? Nếu họ không vi phạm luật pháp, thì những ai gây khó dễ hoặc dùng quyền lực cấm cản người mặc áo đó, họ có vi phạm hiến pháp như luật pháp Việt Nam hay không? Suy nghĩ của riêng tôi, nếu tôi là một quan chức có quyền hạn, tôi sẽ ra lệnh toàn thể học sinh sinh viên cũng như công nhân viên chức trên cả nước mỗi đầu tuần phải mặc chiếc áo này trước quốc kỳ Việt Nam. Là một nông dân, học cũng chưa tới đâu nên tôi có những trăn trở mà không có lý giải được. Tại sao nhà nước không kêu gọi lòng yêu nước của toàn dân trước hiểm họa ngoại xâm mà cùng chống giặc? Tại sao những thông tin về lũ giặc Tàu Cộng lại quá sơ sài trước nhân dân, còn thua cả những thông tin nước bẩn sông Đà? Câu cuối cùng, tôi xin hỏi, nếu nhà nước không ngăn cấm nhân dân biểu lộ lòng yêu nước như mặc chiếc áo này vậy, mà có ai đó hay tổ chức nào gây khó dễ hay thu giữ áo, thì bọn đó có phải là phản động không? Có đích thị là lũ Hán Giang đang ẩn núp phá hoại lòng yêu nước của dân tộc, tiếp tay cho giặc hay không? Một bác kể lại, cũng bị nó đòi thu áo, bác chỉ cứng cỏi hỏi nó: áo này có phải là tang vật vụ án nào không? Không. Vậy thì tôi không có lý do nào đưa cho anh. Do tâm lý dân, cứ thấy công an hỏi là sợ. Cứ bình tĩnh thôi, vì lẽ phải của mình. Đỗ Anh Tuấn, trung tá an ninh Đồng Nai, cũng chỉ là nạn nhân của chế độ nhồi sọ, vô nhân quen hống hách, giết thầy, đốt sách. Mình may mắn đứng ở một góc độ có thể suy nghĩ rõ ràng nên cứ bình tĩnh. Dù có bao nhiêu đứa công an cũng vậy. Tôi có thể mặc áo này đi vào đồn công an thản nhiên, thì mọi người cứ mặc áo trước công an bình thường thôi. Xã hội nào cũng có nhân quả. Thảm họa nước bẩn ở Hà Nội tháng 10 năm 2019 là một hình ảnh thu nhỏ của nhân quả trong xã hội này. Khi mà người khác lên tiếng đòi hỏi minh bạch, công bằng xã hội thì đa số dè biểu quay lưng, thậm chí bày đàn lên án họ, làm xáo trộn xã hội. Khi có người nhặt rác ở đầu nguồn các dòng sông lên tiếng về việc xả chất thải ở đầu nguồn nước thì xã hội cũng dè biểu có thái độ như vậy. Nếu không đủ can đảm làm như họ, không ủng hộ họ, không đứng về phía họ thì hôm nay phải dùng nước bẩn cũng là nhân quả. Luật sư Hà Huy Sơn: khi chặt cây phá rừng, người khác lên tiếng, người khác biểu tình, các bạn quy họ là phản động, chống phá. Khi cán bộ làm việc sai phạm, hậu quả nghiêm trọng, người khác lên tiếng, các bạn lại nói họ nói xấu lãnh đạo. Khi phá vỡ quy hoạch biến đổi khí hậu, người khác lên tiếng, các bạn bảo họ nói không được gì đâu, làm loạn. Khi panorama mọc lên trái luật, người khác yêu cầu luật pháp phải được thực thi, các bạn bảo vệ nó, gạt luật pháp sang một bên, đơn giản vì nó rất đẹp. Sự vô lý bức thành văn của an ninh Biên Hòa. An ninh Biên Hòa gán cho chiếc áo cái mát là do VT hậu thuẫn nên buộc phải tịch thu mà không cần văn bản quyết định tịch thu của cơ quan ban ngành thừa hành đại diện pháp luật của nhà cầm quyền địa phương Biên Hòa. Ngày 15 tháng 10 2019, an ninh Biên Hòa, đại diện viên an ninh Đỗ Tuấn kết hợp với công an địa phương đến nhà Facebooker Khai Nguyễn. Họ đến bằng xe chuyên dụng dừng đổ trước cổng nhà anh Khai Nguyễn. Và có cả những người mặc thường phục đứng ngồi rải rác quanh khu vực này. Chỉ có Đỗ Tuấn vào thẳng trong nhà anh Khai, vội vã lục và lấy những chiếc áo Hoàng Sa Trường Sa Paracel Island và Sprati Island belong to Việt Nam. Khi viên an ninh này chỉ vinh vào lời nói của anh ta cho rằng đây là sự hậu thuẫn của VT nên buộc lòng tịch thu,
cách làm việc ngông cuồng không tuân thủ luật pháp. Khi người dân làm bất cứ điều gì mà pháp luật không cấm, vậy chỉ cần phát ngôn đây là sự hậu thuẫn của VT thì an ninh Biên Hòa đã chà đạp lên pháp luật của chế độ cộng sản một cách hiên ngang. Và còn đó là sự nhượng bộ của viên an ninh này nói với anh Khai: tôi có giấy triệu tập anh lên phường làm việc để trong túi đây, nhưng tôi không muốn gây khó cho anh. Thật sự đây là tắc trách công cách làm việc vô lối, mang đầy hàm ý trấn áp tinh thần người dân cất tiếng đấu tranh. Dù anh Khai nói nếu tôi có làm sai luật thì các anh cứ đưa giấy triệu tập, nhưng viên Tuấn lảng tránh chuyện khác. Dù hắn nói tôi cũng chống Trung Quốc đấy, nhưng cái áo này thì không được, không chứng minh cho người dân thấy nguồn gốc như viên an ninh Tuấn cho là xuất xứ từ sự hỗ trợ của VT. Cho nên chúng ta cần phải nhớ nằm lòng, người đại diện cho pháp luật không làm bất cứ điều gì khi luật pháp không cho phép. Bài viết từ nguồn tác giả Facebooker Trần Vũ Anh Bình. Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam. Bài viết từ Facebooker Ngô Thu. Chào Đỗ Tuấn và đồng đội an ninh công an Biên Hòa Đồng Nai của Đỗ Tuấn. Tôi là một giáo viên trung học và tiếp cận Internet từ rất sớm, khoảng đầu những năm 2000. Tôi nghĩ rằng nếu tôi nói là một trong những giáo viên đầu tiên ở trường tôi biết đọc tìm thông tin khoa học trên Internet để giảng dạy thì không giáo viên nào thời ấy có thể phản đối. Tôi là blogger rồi Facebooker cũng sớm nhất trường, nhưng để đó ít viết, ít tương tác. Tôi được bồi dưỡng chính trị như mọi giáo viên hàng năm. Tôi là một trong những giáo viên luôn đọc nhật báo trong thư viện với một gói xôi nếp kế bên. Nói thế để quý vị hiểu nỗi ngỡ ngàng của tôi khi tận năm 2017 nhờ đọc Facebook tôi mới biết đường lưỡi bò là gì, đường chính đoạn là gì, ký hiệu nơ dư nghĩa là gì, gạt ma là chuyện gì, Hoàng Trường Sa bị chuyện gì. Cho nên khi mọi người phê bình cô Nguyễn Thị Hồng Ngát rằng bà bán nước, tôi cho rằng chỉ vì bà và cả đội ngũ 11 người quả thật không đủ ấn tượng để nhìn thấy đường lưỡi bò trong vài giây. Dù bà làm văn hóa hay tôi làm giáo viên cũng vậy, ấn tượng từ truyền thông nhà nước rất mờ nhạt. Chúng ta cảm ơn có những người đã làm quá lên vài giây ấy. Vì nỗi ngỡ ngàng đó mà tôi quyết định phải làm cái áo có ký hiệu nơ dư và dòng chữ rất rõ ý: Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam. Từ năm 2018, hoàn toàn công khai, ngay cả khi bị một đội vô pháp mất dạy khốn nạn canh giữ ngoài cửa, tôi vẫn đang nhờ làm chiếc áo ấy và trả tiền công sòng phẳng cho nhà sản xuất. Tôi là một người thích sự rõ ràng, minh bạch và chân thật. Sự dối trá lấp liếm là kẻ thù của tôi. Mọi người hẳn không quên chuyện các bác tài chống BOT bẩn ở Đồng Nai, ở Tiền Giang. Rất nhiều tài xế bị vu là Việt Tân hay là bị Việt Tân giật dây, cuối cùng cũng không kết tội được ai và cây bốt BOT Giang phải ngừng thu. Công an Tiền Giang được quý mến khác hẳn công an Đồng Nai vì họ làm việc đúng pháp luật. Công an Đồng Nai thì dàn quân trấn áp bất chấp luật pháp. Anh Đỗ Tuấn từ Đồng Nai dọa dân tận Sài Gòn rằng anh muốn bắt tôi chỉ cần 30 giây. Anh yên tâm, tôi đã nghe câu nói này rất nhiều lần từ năm 2016. Tôi không thiếu hiểu biết và cũng từng tuyên bố tôi sẽ chết như một con người. Tại sao anh Đỗ Tuấn và đồng đội ở Đồng Nai lại cản trở chiếc áo này, cũng như họ từng cản trở tài xế chống BOT bẩn một cách vô pháp? Tôi sẽ không chắc chắn lý do gì cả, nhưng thói kiêu binh hống hách lạm quyền nó là con dao hai lưỡi là điều chắc chắn. Các anh tài xế hoàn toàn không dừng lại vì họ có lẽ phải. Tôi cũng vậy, tôi hoàn toàn không dừng lại. Một khi còn người muốn có chiếc áo này, tôi cũng từng viết status rằng Trung Quốc làm mọi cách để tuyên truyền đường lưỡi bò phi pháp khắp thế giới. Tại sao? Tại sao người Việt Nam lại thụ động như vậy, không hề tuyên truyền ngược lại, dù chỉ ngay trên đất nước mình? Thật là thảm thương. Đất nước này là của tôi, Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam. Tôi mong từng người Việt Nam sẽ vang từ trong tim lời ấy. Các bạn cũng có thể tự đặt sản xuất theo các mẫu có sẵn. Xin cảm ơn các bạn đã yêu thông điệp này. Trước hết, cần nắm nguyên tắc thực thi của pháp luật. Công dân có quyền làm tất cả những gì pháp luật không cấm. Cán bộ công chức các cơ quan nhà nước chỉ được quyền làm những gì luật cho phép. Áo này luật không cấm thì tôi có quyền mặc và tặng cho các bạn. Các anh mở luật ra xem có điều khoản nào, luật nào cho phép các anh cấm dân mặc áo hay thu giữ áo này của tôi. Áo này luật không cấm thì không có ai có quyền cấm tôi mặc, không có quyền thu giữ của tôi. Nếu muốn thu giữ thì phải cho tôi biết lý do thu giữ, luật nào cấm, lập biên bản thu giữ cho tôi một bản. Anh căn cứ vào đâu mà nói VT tài trợ kinh phí phát động phong trào để khẳng định Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam? Mọi người trong và ngoài nước, công dân Việt Nam và không phải là người Việt Nam, bất kể người đó là ai, thuộc tổ chức hội nhóm nào,
ở trong hay ngoài nước đều có quyền tài trợ ủng hộ người dân Việt Nam trong nước sản xuất, in ấn và quảng bá chiếc áo này. Hãy thích theo cách của bạn, tự khai trí cho dân tộc. Tuổi trẻ yêu nước News xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bài viết Dân tộc dễ dãi nhất trái đất, quốc gia hạnh phúc. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Có thể nói, những con người ở đất nước này là dân tộc dễ dãi nhất trái đất, đến mức tùy tiện và khó hiểu. Ai nói họ khó tính, chứ tôi thấy họ không khác gì những đứa trẻ con. Ở trên nói sao thì ở dưới nghe vậy. Bất chấp mọi vấn đề trong cuộc sống, họ vẫn chấp nhận và mỉm cười với đời. Sống trong một đất nước nghèo và lạc hậu, họ vẫn tự tin là mình là một quốc gia đang phát triển cực mạnh. Họ lấy những con số về GDP, về đầu tư, về tăng trưởng bất động sản và số lượng tỷ phú trên sàn chứng khoán để khoe rằng nơi này không thua kém bất cứ nơi nào khác. Nếu họ có chút hiểu biết, bỏ một ít thời gian để tìm hiểu và chịu khó suy ngẫm một chút, thì sẽ thấy sự tăng trưởng đó đang được xây dựng bằng những đồng nợ mà chính họ và con cái họ sẽ là người phải gánh trả. Còn những thành quả mà họ cứ tưởng là của mình thì đang bị những kẻ khác hưởng lợi không công. Có bao giờ họ tự hoài nghi vì sao giá nhà càng tăng, trong khi đồng lương họ đánh đổi bằng mồ hôi, công sức mỗi ngày là vẫn dậm chân tại chỗ? Vì sao những tờ tiền trong bóp của họ hình như ngày càng mua được ít đồ hơn? Hay vì sao họ phải trả giá cho hàng hóa cao hơn người dân ở các nước khác? Tôi e rằng họ không bao giờ hoặc rất ít hoài nghi khi họ nhìn những công ty nhà nước lấy tiền của mình thông qua thuế để đầu tư và thua lỗ. Họ có bao giờ hỏi ai sẽ là người gánh những hậu quả đó chưa? Không phải là những giám đốc hay các thành viên của hội đồng đâu, mà chính là những người như họ, những dự án viễn thông, những thương vụ dầu khí, những ngân hàng hay các công ty tư bản đỏ đang lợi dụng mồ hôi công sức của họ để gom tiền cho những cá nhân khác trục lợi. Họ dễ dãi chấp nhận bỏ tiền gián tiếp ra đầu tư, chấp nhận rủi ro để không nhận được gì. Họ vui vẻ coi đó không phải là chuyện của mình. Sống trong một đất nước toàn trị thì người dân nơi này từ lâu đã coi những vấn đề xung quanh mình là bình thường và những vấn nạn của xã hội là hiển nhiên. Thay vì cảm thấy tức giận, họ thản nhiên chấp nhận. Khác với người dân Pháp phản đối khi bị đánh thuế xăng dầu quá cao, người dân nơi này họ mặc nhiên chấp nhận kể khổ rồi móc tiền ra trả. Nếu người dân Venezuela không ngần ngại xuống đường để đòi hỏi chính quyền phải liêm chính, thì những con người ở nơi này đã thích ổn định với cơ chế hiện tại, vì trong mắt họ thay đổi sẽ loạn. Nếu người dân Hàn Quốc cảm thấy bất bình khi chứng kiến quan chức tham nhũng hay lạm quyền và xuống đường đòi người lãnh đạo phải từ chức, thì con người ở mảnh đất này nhìn trong im lặng và coi như chuyện bình thường trong đời. Họ sẽ nói thầm: ở đâu mà không có tham nhũng, ở đâu mà chẳng có tiêu cực. Nếu người dân Hồng Kông cảm thấy tự do họ đang dần bị cướp đi bởi một cỗ máy độc tài và liên tục biểu tình để đòi hỏi quyền tự chủ, thì người dân nơi này đang cảm thấy yên ổn. Họ không cần dân chủ, không mặn mà, cần tự do, cũng không thèm khát quyền bày tỏ chính kiến. Cái họ quan tâm là bao tử của mình hôm nay liệu có đủ no, còn những thứ khác trông thật vĩ đại và xa vời. Nếu công dân nơi khác lo sợ khi cơ quan kiểm soát thực phẩm không làm tròn nhiệm vụ, nhân viên y tế không tận tình, thì người dân nơi này coi những điều đó không có gì là quá lo ngại. Họ vẫn đi ăn, đưa vào người những hóa chất, họ vẫn đi khám bệnh, đánh cược với tính mạng bản thân và người quen ở các nhà xác mang tên bệnh viện. Khi đi mua xe, họ phải mua một chiếc cho mình
và một chiếc tương đương cho nhà nước thông qua thuế và phí. Họ còn tự hào vỗ ngực rằng mình giàu có. Nếu họ đi đó đây thì sẽ biết những món đồ họ đang cho là đắt tiền chỉ là hàng phổ thông ở xứ khác, nơi mà người lao động cũng có thể mua được. Sống trong một thời đại công nghệ nơi thông tin được kết nối, họ vẫn như những con người bị bưng bít như thời cổ đại. Họ vẫn thấy nhưng giả vờ mù, vẫn nghe nhưng giả vờ điếc, họ biết nhưng giả vờ ngu dại, họ tức giận nhưng giả vờ tươi cười. Ai nói dân tộc này khó tính thì nên nghĩ lại, vì tôi nhìn thấy họ không đòi hỏi bất cứ điều gì ngoài sự an phận. Chẳng có nơi nào mà người dân tự khóa chân và nhốt tâm trí mình trong một tư tưởng nô lệ tự giác. Họ chính là người dân dễ dãi nhất trái đất. Bài viết trên Facebook của Cà Phê Vua Búa. Đặc sản miền sông nước sẽ quay quần bên gia đình bạn nếu có được sự kết nối với Facebooker Nguyễn Thị Kim Liên. Chắc chắn bạn sẽ tận hưởng hương vị quê hương hợp khẩu vị cùng với từng người thân trong gia đình. Chill Cafe Book Garden và Chill Homestay là một địa chỉ để bạn lưu lại khoảnh khắc với bạn bè mình. Các bạn hãy đến tham quan để tận hưởng sự phục vụ từ Chill Coffee. Sự cường thịnh của quê hương kết tinh trên những chiếc áo đấu tranh khẳng định tầm nhìn của một con dân Việt. Hãy kết nối với Facebooker Ngô Thứ để chúng ta cùng hãnh diện vì lòng yêu nước. Chàng là một nghệ sĩ hát rong thích chụp hình up lên Facebook. Nàng là một phụ nữ thuần túy Việt chuyên buôn bán cam hữu cơ. Quý vị hãy nhanh tay kết nối với đôi vợ chồng trẻ Hồ Thị Kim Ninh và Phạm Quốc Bảo để có được những ly cam bổ sung đề kháng và các khoáng chất cho cơ thể. Cà phê quyện với hương vị mật ong, đó là nét riêng của Like Cà Phê. Xin hân hạnh được phục vụ quý anh chị từ quốc nội đến hải ngoại. Hãy liên hệ ngay với Facebooker Like Nguyễn. Chàng là một nghệ sĩ hát rong thích chụp hình up lên Facebook. Nàng là một phụ nữ thuần túy Việt chuyên buôn bán cam hữu cơ. Quý vị hãy nhanh tay kết nối với đôi vợ chồng trẻ Hồ Thị Kim Ninh và Phạm Quốc Bảo để có được những ly cam bổ sung đề kháng và các khoáng chất cho cơ thể. Thực phẩm Việt mang hương vị ba miền từ Facebooker Nguyễn Hoàng Vi là địa chỉ không thể thiếu của mỗi gia đình chúng ta. Khi quý vị cần có một bữa ăn hợp khẩu vị và vừa túi tiền, xin liên hệ ngay với Facebooker Nguyễn Hoàng Vi. Hải sản biển sạch tươi ngon từ cầu tù nhân lương tâm Bùi Thị Minh Hằng. Quý vị hãy nhấc máy kết nối với chị để có được một bữa ăn với gia đình hợp túi tiền và tốt cho sức khỏe. Dầu phồng sau khi ép được chuyển qua khâu lọc bằng máy hút chân không. Sản phẩm gồm những thành phần nguyên chất từ đôi vợ chồng đấu tranh dân chủ Nguyễn Thanh Loan và Trịnh Toàn. Sản phẩm không chỉ tin cậy đối với những ai nhìn về hiện tượng Việt Nam, trong đó còn có cả gia đình quan lớn chú ý và thưởng thức. Quỳnh Như Bakery xin hân hạnh giới thiệu với quý vị các loại bánh tay luôn có mặt trong những buổi tiệc liên hoan sinh nhật họp mặt bạn bè và gia đình. Hãy liên hệ ngay với Facebooker Đinh Quỳnh Như để quý vị có được những sản phẩm thật ân ý và hợp túi tiền. Với hương vị đậm chất vùng miền cao nguyên, cà phê Robusta Amarin sẽ dẫn bạn đến với sự đam mê trong cuộc sống. Hãy liên hệ ngay với Facebooker Huỳnh Thục Vi. Nếu các bạn muốn quảng cáo sản phẩm của mình với chi phí không đồng, đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua hộp thư bản tin tuổi trẻ yêu nước a@protonmail.com. Xin kính chào quý khán thính giả của tuổi trẻ yêu nước News. Hôm nay Hoa Chi xin kính mời quý vị cùng lắng nghe danh sách những chính khách được nhân dân tin yêu và kính trọng theo sưu tầm của nhà báo Đặng Vương Hưng. Thứ nhất, cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu, bậc khai quốc công thần của quốc đảo Sư Tử. Sau khi qua đời, theo di chúc, thi hài của Lý Quang Diệu được hỏa táng và không yêu cầu mét vuông đất nào để xây lăng mộ. Trong đám tang của ông, đoàn linh xa chỉ có 7 chiếc đưa di hài cựu Thủ tướng tới đài hóa thân. Về tài sản, ông chỉ có một ngôi nhà cũ và dặn người thân bán đi cho quỹ từ thiện sau khi ông mất. Về tượng đài, ông không có tượng đài nào ngoài trời, chỉ có tượng đài trong lòng dân. Khi ra đi, ông không để lại gì cho riêng mình,
ngoài một đất nước phát triển hàng đầu thế giới. Thứ hai, cựu thủ tướng Nhật Bản Maruyama không nhận lương hưu của chính phủ trợ cấp, tự đạp xe đi chợ, sống bình dị ở thôn quê. Sau khi mãn nhiệm vị trí thủ tướng Nhật Bản không lâu, Maruyama cũng xin từ nhiệm vị trí trong quốc hội đất nước. Cả nhà ông, già trẻ lớn bé đã lặng lẽ đưa nhau về quê ở Ōta, thuộc đảo Kyushu, Nhật Bản để sinh sống. Người dân trên đảo Kyushu thường bắt gặp một ông già gầy gò, lịch lãm nhưng giản dị. Ít người biết ông từng là thủ tướng của đất nước giàu có nhất nhì thế giới, tự đạp xe ra chợ mua đồ ăn hàng ngày. Người ta thường nói, khi lãnh đạo của một nước về hưu mà cuộc sống trở nên bình dị thì chứng tỏ tỷ lệ tham nhũng của nước đó thấp, và ngược lại. Hầu hết các cựu thủ tướng của nước Nhật đều có cuộc sống bình dị đến mức bình dân sau khi nghỉ hưu. Thứ ba, Tổng thống đương nhiệm Cộng hòa Croatia Colin Gabar Kitarović không chỉ là một nữ chính khách xinh đẹp, trẻ trung, thông minh tài giỏi, mà còn tận tụy như một bà nội trợ hoàn hảo cho chính tổ quốc của mình. Sau khi nhậm chức, bà đã yêu cầu bán phi cơ riêng của tổng thống, bán 35 xe Mercedes-Benz của văn phòng tổng thống để đưa vào ngân sách quốc gia. Bà đã tự cắt giảm 50% lương của mình và các bộ trưởng trong nội các. Bà cũng đã giảm 40% lương của các đại sứ, các tổng lãnh sự quán. Bà còn yêu cầu xóa quỹ hưu trí dành riêng cho các đại biểu quốc hội. Nữ tổng thống này có thể viết và nói 7 ngoại ngữ thông thạo và sống bình dị như tất cả mọi người dân. Từ khi bà giữ chức tổng thống, GDP của Croatia tăng 24%. Bức tuân dân sự, tự khai trí cho dân tộc. Hà Nội bán nước rất giàu. Bài viết của mẹ nấm được đăng trên Dân làm báo. Sau nhiều ngày im lặng, phớt lờ sự hoang mang lo lắng của hàng ngàn người dân tại Hà Nội, đến hôm nay, câu trả lời từ phía Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội là đừng uống nước sông Đà. Sự bất nhân của chính quyền thành phố chỉ bị phơi bày ngay khi nhiều nhóm phóng viên tìm về tận đầu nguồn nước để điều tra và phát hiện dầu thải bị đổ vào nguồn nước. Dân thủ đô bị tiêu chảy, bị bệnh ngoài da và vẫn đang tiếp tục mang xô đi hứng nước trong cam chịu. Kịch bản rạng đông đang được lặp lại. Bán nước là một nghề được rất nhiều tiền theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, và Hà Nội chính là địa điểm thuận lợi cho ngành nghề này. Trả lời báo Thanh Niên ngày 11 tháng 10, trong khi người dân đang hoang mang lo lắng vì nước có mùi khét, sử dụng tắm thì bị dị ứng, ho, tiêu chảy, thì công ty nước sạch sông Đà im lặng né tránh báo chí. Riêng ông Hoàng Cao Thắng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đơn vị này cùng đại diện Sở Y tế, các cơ quan liên quan và các doanh nghiệp kiểm tra lấy mẫu tại nhiều điểm dọc tuyến từ đoạn đầu nối của công ty cổ phần Viwako, đường ống nước sạch sông Đà và nhà máy sản xuất sạch nước sạch sông Đà. Tại thời điểm kiểm tra, bằng trực quang không phát hiện điều gì bất thường. Các kết quả test nhanh cũng không phát hiện bất thường. Còn kết quả phân tích do Sở Y tế Hà Nội thực hiện dự kiến sang đầu tuần mới có. Cũng vẫn là kiểm tra bằng trực quang, test nhanh giống như y chang bộ thuộc thủy ngân bốc hơi trong không khí thẩm thấu vào nước, nước ngầm trong vụ cháy công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông. Để đến hơn 3 tháng sau vụ cháy, người dân xét nghiệm hàng trăm người có thủy ngân trong máu, dân hoang mang chưa trở về nhà. Quay trở lại với vụ nước sạch sông Đà, các nhà báo đã lên tận đầu nguồn nước kiểm tra và phát hiện dầu thải đã bị đổ trộm vào hồ chứa nước. Trả lời báo chí vì sao nước nhiễm dầu vẫn được cung cấp cho dân. Trong chiều 14 tháng 10, ông Nguyễn Văn Tốn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch sông Đà, cho biết kết quả kiểm tra nước sạch sông Đà đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Còn nước có mùi như người dân phản ảnh là do hàm lượng clo cao, không có độc tố. Mùi khét mà người dân phản ảnh là do hàm lượng clo cao, giải thích của công ty cung cấp nước sạch lại áp dụng y chang bài không sử dụng thủy ngân để sản xuất
bóng đèn của công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông. Sự dối trá này lặp lại một cách bài bản, ngang nhiên. Chiều ngày 15 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội họp báo và có câu trả lời chính thức. Ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội thông báo, kết quả giám định xác định mùi khét trong nguồn nước tại các nhà dân trong toàn bộ khu vực cấp nước của nhà máy tại các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông là do chất styrene từ dầu thải gây ra kết hợp với mùi nồng nặc của chất clo. Kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố, các mẫu nước xét nghiệm đều có hàm lượng styrene cao hơn giới hạn cho phép 20mg theo QCVN 01.2009 Bộ Y tế từ 1,3 đến 3,65 lần. Kết quả cho thấy các mẫu nước xét nghiệm đều có hàm lượng styrene cao hơn giới hạn cho phép. Tuy nhiên, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, ông Hoàng Đức Hạnh trả lời báo chí khi được hỏi styrene có trong nước ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào, thì ông trả lời như sau: đúng là hàm lượng styrene có cao hơn mức bình thường, nhưng mức độ ảnh hưởng thế nào thì chưa có căn cứ để xác định ảnh hưởng đến đâu, ảnh hưởng thế nào đối với sức khỏe người dân. Cũng theo ông Hạnh, còn styrene ảnh hưởng như thế nào thì hiện nay chưa có tài liệu chính thống nói rõ mức độ, hàm lượng như thế nào. Qua tài liệu chúng tôi thấy, đối với cơ quan quản lý dược và thực phẩm của Mỹ, quy định nước uống đóng chai hàm lượng styrene là không quá 0,1mg lít. Mỗi nước quy định khác nhau. Quy định của Mỹ là 0,1mg lít, quy định của Việt Nam là 20mg lít, và hiện chỉ số này trong mẫu nước sông Đà đã vượt quá mức tiêu chuẩn 1,3 đến 3,65 lần. Styrene là hợp chất hữu cơ có công thức hóa học C6H5CH bằng CH2. Đây là chất lỏng không màu, nhẹ hơn nước, không tan trong nước, không tan nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ, dễ bay hơi và có vị hơi ngọt. Tuy nhiên, khi đậm đặc thì có mùi khó chịu. Các nghiên cứu trên cả người và động vật cho thấy phơi nhiễm styrene gây tổn thương các tế bào bạch cầu, làm tăng nguy cơ bị bệnh bạch cầu hoặc lympho, ung thư thực quản và ung thư tuyến tụy. Chất styrene có nhiều trong các hộp xốp đựng được cho là góp phần làm phát triển ung thư, giảm thị lực, thính giác, gây tổn thương hệ thần kinh. Nếu sử dụng thường xuyên nguồn nước có hàm lượng styrene vượt mức cho phép sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Sau một thời gian sử dụng, có thể xuất hiện các triệu chứng như suy nhược cơ thể, mờ mắt, thường xuyên nóng nảy, khó tính. Cũng là loanh hoanh, dối trá và bao biện. Như vụ nước sạch sông Đà cho thấy Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và công ty Vivasuco đã cào tay hơn sau khi rút kinh nghiệm từ vụ cháy Rạng Đông. Nếu sai sẽ nhận và xin lỗi là cách xử lý mà Giám đốc Nguyễn Văn Tốn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch sông Đà, Vivasuco thừa nhận trước báo chí. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã làm hết trách nhiệm hay chưa là một câu hỏi không có lời đáp, bởi hàng loạt chất vấn của phóng viên bị chặn ngang khi cuộc họp báo bị cắt đứt một cách thô bạo. Tuy nhiên, cứ thử điểm lại toàn bộ quy trình tiếp nhận thông tin xử lý vụ việc trong vụ nước sạch lần này sẽ thấy rất rõ ràng kịch bản Rạng Đông đang được lặp lại. Từ sự im lặng khó hiểu của doanh nghiệp đến phát ngôn bất nhất của Sở Xây dựng của công ty đến thái độ khoái thác trách nhiệm của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, bức tranh thủ đô đáng sống tại Hà Nội đang tái hiện lại cảnh xếp hàng xin nước của thời bao cấp. Bán nước rõ ràng là một nghề dễ dàng kiếm lợi, tuy nhiên đây lại là nghề chỉ dành cho quan chức và các doanh nghiệp có liên quan tới băng đảng mafia mang tên Cộng sản. Hãy thích theo cách của bạn, tự khai trí cho dân tộc. Nguyễn Thị Kim Tiến bị cho về vườn săn sóc Nguyễn Phú Trọng, bài viết của cộng tác viên được đăng trên Dân Làm Báo. Vào tháng 7 năm 2019, bà Bộ trưởng chết người của Bộ Y tế được Nguyễn Phú Trọng dọn đường để về Trung ương đảm nhận chức vụ trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương. Đây là chỉ dấu dọn đường băng để Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến hạ cánh an toàn sau khi vụ tiếp tay với Vietnam Pharma bán thuốc ung thư giả bị phanh phui. Nguyễn Thị Kim Tiến đã tạm thời hạ cánh với thông báo từ Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc. Bà Tiến sẽ được miễn nhiệm thôi làm Bộ trưởng Y tế trong kỳ họp Quốc hội thứ 8 diễn ra tuần tới.
Nguyễn Thị Kim Tiến với nhiều thành tích bê bối và khả năng điều hành giết người đã trở thành nhân vật bị dư luận chỉ trích và yêu cầu phải từ chức trong nhiều năm qua. Trong vụ án mua bán thuốc ung thư giả xảy ra tại công ty cổ phần Việt Nam Pharma, nhờ vào sự chống lưng của Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thị Kim Tiến đã được lọt sổ trong danh sách những người liên quan trong vụ bán thuốc ung thư giả. Vấn đề cần được đặt ra là liệu các thế lực thù địch trong đảng có tiếp tục đào tận gốc, trót tận rễ bà y tá thân cận gần kề với tổng tịch này hay không? Sau khi phe nhóm của bà đã xuống nước chịu miễn nhiệm tên đồng bọn nhiều tai tiếng này. Trong chuyến công tác tại Thái Nguyên, Nguyễn Thị Kim Tiến tuyên bố có lẽ hôm nay là chuyến công tác cuối cùng trên cương vị Bộ trưởng Y tế, sau đó tôi sẽ tập trung cho công việc tại Ban Bảo vệ Sức khỏe Trung ương. Hy vọng rằng mà Bộ trưởng về vườn hay về giường Nguyễn Phú Trọng này sẽ tập trung khả năng kim châm chết người đối với các lãnh đạo Trung ương như đã từng đối với người dân. Trong giờ phút lâm chung của vai trò Bộ trưởng, xin ghi lại vài mẫu chuyện lăng quăng của Bộ trưởng về vườn Nguyễn Thị Kim Tiến. Dịch sởi hoành hành. Tháng 1 năm 2014, dịch sởi hoành hành khắp 61 trên 63 tỉnh thành Việt Nam. Hơn 22.000 trẻ em mắc sởi, 142 trẻ tử vong. Bộ trưởng Kim Tiến muốn che giấu những trách nhiệm đã nhất định không công bố nguyên nhân gây nên dịch, bất chấp sinh mạng người dân với lý do chưa công bố dịch là hợp lý, vì nếu công bố dịch sởi trên toàn thành phố thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc học hành, đi lại, du lịch của thành phố. Khóc lóc không thể từ chức. Vào tối ngày 29 tháng 4 năm 2014, tại buổi họp báo thường kỳ chính phủ, Nguyễn Thị Kim Tiến đóng vai Hồ Chí Minh khóc trước toàn dân khi trả lời báo chí về trách nhiệm của người đứng đầu ngành trước dịch sởi cướp đi sinh mạng của hàng trăm trẻ em. Lúc này tôi chưa thể từ chức được. Việc em chồng không thành có cũng như không. Tháng 8 năm 2017, sau khi công ty Việt Nam Pharma bị phát giác buôn bán thuốc ung thư giỏm, chữ dùng của bà Tiến, bà Bộ trưởng đã trả lời phỏng vấn báo chí. Trong gia đình tôi không ai tham gia công ty này cả, đây là công ty nhỏ. Tôi còn không biết nó như thế nào đến khi vụ việc nhập thuốc có nhiều nghi vấn, được Cục Quản lý Dược báo cáo và Bộ đã chủ động đề nghị với cơ quan có thẩm quyền ở Bộ Công an làm rõ. Tôi khẳng định đây là công ty này không liên quan đến người thân của tôi. Tôi cũng không can thiệp ưu ái trong đấu thầu như trên mạng thêu dệt. Tất cả những thông tin này đều xuất phát từ nước ngoài. Họ muốn xuyên tạc, làm xấu hình ảnh và tình hình trong nước nói chung và Bộ Y tế nói riêng. Thậm chí người ta còn lập ra hẳn cả trang mạng bên bêu xấu tôi. Sau khi khẳng định không liên quan, gia đình không có ai trong Việt Nam Pharma, thì cựu chủ tịch Việt Nam Pharma xác nhận em chồng bà Tiến từng là phó giám đốc Việt Nam Pharma. Nguyễn Thị Kim Tiến cộng thêm sự tiếp tay của đàn em đành phải đăng đàn để khẳng định lại. Đàn em Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Việt Tiến trả lời báo chí về việc em chồng của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng không nói chứ không phải nói không có. Hai việc này khác nhau. Bên cạnh đó, luật chỉ quy định cha mẹ, vợ chồng con không được làm chứ không nhắc đến em chồng. Bộ trưởng cũng không báo cáo gì trong ban cán sự đảng. Bà Bộ trưởng trả lời phóng viên qua điện thoại và phóng viên lề đảng tường thuật lại. Theo Bộ trưởng Tiến, trước đó bà có nói gia đình không liên quan tới hoạt động của công ty Việt Nam Pharma vì thực tế luật phòng chống tham nhũng không cấm em chồng tham gia công ty thuộc lĩnh vực có người thân quản lý, nên việc này là không vi phạm. Theo luật thì em chồng tham gia công ty nào đó là quyền cá nhân. Theo lời bà Tiến, em chồng bà tham gia công ty Việt Nam Pharma 10 tháng. Bà nghĩ sau khi công ty xảy ra sự việc bị cơ quan chức năng xác minh làm rõ vụ nhập thuốc ung thư, em chồng bà không phụ trách gì liên quan đến lĩnh vực đấu thầu thuốc hay lĩnh vực dược. Bản thân bà không hề can thiệp hay biết gì về công việc kinh doanh cá nhân của em chồng. Việc đấu thầu phân cấp cho địa phương và công khai, bản thân bà không có động cơ, không có liên quan gì cả. Việc xin được công nhận chức danh giáo sư. Tháng 3 năm 2018, Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước đã ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư phó giáo sư năm 2017 đối với 1.226 hồ sơ. Tuy nhiên, sau khi dư luận phản ứng theo chỉ đạo của Thủ tướng, Hội đồng đã rà soát lại.
Sau khi rà soát, có 41 hồ sơ không đạt tiêu chuẩn, trong đó có Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, ứng viên Phó Giáo sư Trương Xuân Cừ, Phó trưởng ban chỉ đạo Tây Bắc và một số cục trưởng, giám đốc. Trong số 10 hồ sơ của ngành y chưa được thanh tra, Bộ thông qua, có 2 trường hợp xin rút. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Kim Tiến cũng nằm trong số 10 hồ sơ này, tức là thiếu minh chứng giờ giảng dạy. Bất tuân dân sự, tự khai trí cho dân tộc. Hồng Kông hôm nay, Việt Nam ngày mai, bài viết của Thành Đỗ được đăng trên Dân làm báo. Hôm nay trên báo Pháp, Le Echo có bài nhận định về tình hình của cuộc đấu tranh giành tự do cho Hồng Kông khá sâu sắc và cũng nói về các chiến thuật mới của đường phố Hồng Kông có thể làm vô hiệu hóa bọn hắc cảnh ngay cả nếu Bắc Kinh mang quân đội từ thẩm quyến sang như đang hâm dọa. Ngày nay, ai ai cũng biết là người dân Hồng Kông đã từ chối thẳng thừng trên truyền thông thế giới về mọi can thiệp trực tiếp hay gián tiếp từ cái thể chế One China Two System. Họ không chỉ đòi lùi luật dẫn độ mà họ đòi độc lập Hồng Kông với Bắc Kinh. Một cục diện bế tắc cho cả hai bên, người dân phản kháng không mệt mỏi và bọn tay sai Bắc Kinh Kremlin cùng hắc cảnh thì càng lúc càng gia tăng bạo lực. Súng bắn đạn thật đã được hắc cảnh sử dụng gần như mỗi lần có biểu tình. Cảnh sát trưởng Hồng Kông từ chối xem đó là hành vi cố sát. Một lần nữa, Carrie Lam, đặc khu trưởng Hồng Kông do Bắc Kinh giật dây, lại thất bại khi quyết định sử dụng lại một đạo luật từ thời thuộc địa 50 năm về trước và cấm người biểu tình mang mặt nạ đã đổ thêm thuốc súng vào lửa. Kết quả là người Hồng Kông lại cùng nhau xuống đường thật đông đảo, cùng nhau mang mặt nạ, cùng nhau đi bộ đến Victoria Park, địa điểm khởi hành của cuộc biểu tình, bởi vì xe điện ngầm MTA bị nhà cầm quyền đóng cửa hơn phân nửa số Star Station. Bắc Kinh lại lên giọng và liên tiếp đe dọa đem quân từ thẩm quyến sang. Cách Hồng Kông chỉ có 7 km, rằng an ninh của Hồng Kông đã không còn nằm trong vòng kiểm soát. Nào là Hồng Kông bị các thế lực ngoại quốc điều khiển, các người trẻ, nào là có thế lực tung tiền mướn người đi biểu tình. Về điểm cuối cùng, ta cũng thường thấy một luận điệu tương tự không khác gì với luận điệu của Đảng Cộng sản Việt Nam cho vụ biểu tình chống luật đặc khu vào ngày 10 tháng 6 năm 2018. Rất có thể là Hồng Kông và Việt Nam có chung một ban chỉ đạo về tư tưởng. Bài viết trên báo Pháp còn phân tích các chiến thuật của người trẻ Hồng Kông là xuất hiện từ các ngóc ngách chi chít của Hồng Kông và cũng là đường rút cho đội cảm tử ở tuyến đầu khi đụng độ lớn với hắc cảnh, nói tiếng Quan Thoại, tiếng Hoa lục địa mà không nói tiếng Quảng Đông, ngôn ngữ chính tại Hồng Kông. Chiến thuật đánh dấu. Ngoài ra, một chiến lược khác gây to ngại lớn và khó chịu cho Bắc Kinh là tẩy chay và đốt phá các cơ sở kinh tài của Bắc Kinh tại Hồng Kông và các cơ sở của Tây Sai hoặc chỉ ủng hộ Bắc Kinh. Họ đánh dấu các cơ sở bằng các dấu biểu ghi lại. Để đánh giá các cơ sở này có 4 mức đánh giá và 4 mức trừng phạt. Đen, Commie Gold Tre, cơ sở cần đập phá, đốt. Đỏ, Commie Chinese Fun, cơ sở cần sơn. Xanh, Super Commie Chinese, cơ sở cần tẩy chay. Vàng, Super People, cần ủng hộ của người dân Hồng Kông. Ông Zhang Wang, người đặc phái của Bắc Kinh về các đặc khu Hồng Kông và Ma Cầu tuyên bố rằng quá đủ rồi, đã đến lúc phải có câu trả lời rõ ràng và chấm dứt hỗn loạn hiện nay tại Hồng Kông. Nó không thể tiếp diễn như thế này mãi mãi, nó phải được chấm dứt bằng mọi giá. Nhưng với người dân Hồng Kông thì đây là thêm một lần nữa lại là lời hăm dọa suông, không thể làm thay đổi quyết tâm đòi tự do của họ. Trở về hiện tình đất nước Việt Nam ngày nay, người Hoa lục sinh sống tại Việt Nam như một đoàn quân nguyên. Họ nay đã có hơn 30 triệu sang sinh sống tại Việt Nam, 11 triệu tại Lào và 7 triệu tại Campuchia.
và họ nắm gần như trọn vẹn kinh tế Việt Nam tại hơn 30 thành phố lớn. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam còn tạo điều kiện thuận lợi cho họ với nhiều nhượng bộ và dễ dàng để định cư. Các phương cắt chiếm giữ các khu kinh tế lớn như về du lịch hay các xí nghiệp sản xuất để hô biến, hợp thức hóa các sản phẩm Made in China làm Made in Việt Nam. Hiện nay, ai ai cũng thấy là tại các thành phố biển như Nha Trang, Đà Nẵng kéo dài xuống tận Cà Mau và Hà Tiên, đồng tiền nhân dân tệ được người dân Việt sử dụng với người Hoa, Hồ tệ sử dụng với người Việt. Nhà cầm quyền dường như cũng có ý bóp chết các xí nghiệp Việt bởi các ông chủ người Hoa chơi đẹp, chi sợp hơn, hối lộ và có thế lực hơn các ông chủ Việt quá nhỏ và cô độc. Đã đến lúc để người Việt cũng nên đánh dấu các cơ sở kinh tài của Tàu Cộng trên đất nước Việt Nam và cho họ biết người Việt Nam nghĩ gì về chính sách thực dân đỏ của nhà cầm quyền Bắc Kinh và tay sai là đảng Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị bán nước. Hồng Kông ngày nay có phải sẽ là Việt Nam ngày mai hay không thì còn tùy thuộc vào sự nhận thức, lòng khao khát tự do và lòng yêu nước của người dân Việt. Bài viết này duy chỉ có ý là ghi nhận những kinh nghiệm đường phố của người Hồng Kông để mong rằng có lúc sẽ trở nên hữu dụng cho người Việt yêu tự do, dân chủ, đa nguyên, đa đảng, công bằng và công lý trong một nước Việt Nam mới, không cộng sản để người Việt còn tồn tại với cộng đồng thế giới mà không phải tồn tại như một dân tộc thiểu số trong đại gia đình Hán tộc. Theo cách của bạn, tự khai trí cho dân tộc. Hân hạnh đón tiếp quý vị trong chuyên mục Sống Sao, Sao Sống. Những con người khốn cùng trong một xã hội chật hẹp tính nhân văn, nơi đó phản ánh nỗi đau khổ của một cuộc đời. Dù nghèo về vật chất, nhưng lại vinh hoa đức tính thiện, thì con người của chúng ta luôn trao cho nhau những mầm sống để nơi xã hội này toát lên giá trị đầy lòng nhân bản.
một cách bất tuân dân sự. Mỗi ngày cứ mỗi người Việt Nam trong số 50 triệu người tiết kiệm không tiêu xài 20.000 đồng thì sẽ bị hụt 1.000 tỷ đồng trong thị trường tiêu dùng. Đây chỉ là một khía cạnh nhỏ, chưa kể đến những tác động dây chuyền khác. Bất tuân dân sự là cách đánh gục chế độ tồi tàn và ác độc một cách an toàn và dễ dàng nhất. Không mua vé số, giảm tối đa thuốc lá, rượu bia vì tiền thuế và phí khủng khiếp với lượng tiêu thụ. Không mua những thứ đắt tiền, xe cộ, máy móc, hàng mỹ phẩm, hàng trang sức vì đây là những thứ hút thuế khủng khiếp. Không mua sách báo lề đảng. Không xem truyền hình vì đây là công cụ tuyên truyền và bán quảng cáo. Không mua vé tham dự các loại show diễn thời trang, ca nhạc, hoa hậu vì nhảm nhí và tốn tiền. Tránh chạy xe khi nào có thể mà chỉ di chuyển bằng xe đạp hoặc xe bus. Đóng cửa. Không mua bán hàng Trung Quốc bằng mọi giá. Nghỉ làm công nhân về quê sinh sống để tránh thức ăn độc hại và bị bóc lột. Nông dân không canh tác nhiều và rộng nữa để tránh vướng nợ vì bán không được, không có tiền trả cho ngân hàng. Gia đình nếu có thể dạy cho con cháu thì không gửi con cháu đến trường nữa, tự trồng rau sạch và mở rộng kết nối mua bán thực phẩm sạch trong và ngoài nội thành. Còn người Việt Nam hải ngoại thì không gửi tiền về giúp nghèo mà chỉ giúp ngặt khi tuyệt đối cần. Không về Việt Nam ăn chơi, tiêu xài. Không hợp tác với các tổ chức kinh tài của Cộng sản. Bức tuân dân sự